công vào E. Làm thế nào để đỡ đây? Chúng ta cũng phải đưa cho con thủ nhìn ra mặt bên kia để tìm lạc đà của đối phương. Có cả phù được công lên. Chỗ này ba con lạc đà phù được thì còn đánh được tiếp. Ba lạc đà vòng chuẩn, ba lạc đà luôn, dày về đội chủ sẻ. Khả năng cao sẽ là kèo cùng chém giữa Yamato và AC Real. Trận này chim sẻ cầm IA và BB cầm AC. BB có 2 trận cầm AC Real liên tục. Và hệ thống quán nhậu tự do với 4 cơ sở tại Hà Nội. Không gian xanh mát cổ kính đa dạng từ trong nhà đến ngoài trời. Tọa lạc tại các vị trí trung tâm với các biệt thự cổ. Chuyên các món nướng hải sản, bằng khay hải sản, hàu ngũ vị, cá chìa vồi nướng muối ớt, bằng cá da bò, khay nướng tự do. Giò heo giòn tan ngon mắc bình, trang dẫn hài lòng tất cả anh em. Vâng, công ty bất động sản Đất Xanh Duyên Hải hiện tại đang tuyển 100 nhân viên kinh doanh làm việc tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Vĩnh Yên. Với mức lương từ 5 đến 7 triệu nhưng hoa hồng thì lại cực cao, từ 50 đến 100 triệu. Và có nhiều chế độ ưu đãi cực kỳ tốt. Thông tin này anh em liên hệ qua số điện thoại là 0383455888 hoặc là email tuyển dụng a@dxdh.vn. Vâng, Xquash diệt khử khuẩn an toàn cho sức khỏe, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam được ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản được cục tiêu chuẩn đo lường chứng nhận là an toàn. Và chúng ta quay trở lại với cái bài Yamato của chim sẻ, trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Ngày mai có vẻ là hơi đáng buồn bởi vì chim sẻ không phá được kỷ lục của mình, thiếu khoảng tầm 5.000 anh em nữa để sẽ có thể xô đổ kỷ lục của chính mình. Tôi nhớ con số không nhầm là lên 122.000 rồi thì phải. Trận đấu giữa chim sẻ và BB kèo đấu Solo Summerian, trận đấu ấy thêm khoảng tầm 5 phút nữa tôi nghĩ cũng sẽ phá đấy. Tầm 5 phút sẽ phá nhưng mà chưa kịp, hơi buồn. Mà thôi sao, dù sao là con số 122.000 cũng là con số rất đẹp cho chim sẻ trong ngày hôm nay rồi. Còn nữa thì thay mặt cho chim sẻ tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em. Hiện tại đã là gần 12 giờ đêm nhưng số lượng người xem trên fanpage của game đồ chim sẻ vẫn đang rơi vào khoảng tầm gần 60.000 người. Gần 60.000 người vẫn đang theo dõi. Và ngày mai thì chim sẻ vẫn sẽ thiếu nha anh em. Chim sẻ ngày mai sẽ đấu vào lúc 7 giờ tối ở cuối đầu giữa chim sẻ và Hồng Anh. 7 giờ tối ngày mai chim sẻ và Hồng Anh. Và ngày hôm nay thì cái chất giọng của mình nó cũng không được ổn. Không biết là có phải do cái giọng của mình và khả năng bình luận của mình nó không được tốt hay không mà sẻ không phá kỷ lục. Chúng sẻ cũng buồn mà mình cũng rất là buồn. Chắc là các kèo sau để anh em khác bình luận thôi. Vâng, bài sẻ vẫn có 4 con hiêu với như là 4 con voi luôn. À không, 3 4 hiêu 3 voi và phụ nữa là đẹp bài này. Bài này thì sẻ đánh với Long nhiều rồi. Nhưng mà không biết là lối đánh của Long với cả lối đánh của Bi nó có giống nhau hay không, hay là nó sẽ có cái gì đó khác nhau thì tí nữa chúng ta cùng chờ đợi xem. Và rất có thể trận đấu này sẽ không phải trận đấu Bi đánh cung, có thể là Bi cũng sẽ đánh chém nha. Vâng, với các game thủ đánh cung đó tốt như kiểu là chim sẻ và game thủ BB hay là Hồng Anh hay là Sen Long hay là Tiểu Thủy Ngư ấy thì kèo này mình xem nhiều rồi. Và thông thường là những người cầm AC Real sẽ có lợi thế hơn, Và anh Phạm Tú ơi, bảo G-Man bình luận cho kèo tối mai đi. Cái này chắc anh phải tự trả lương cho anh G-Man thôi thì chắc là anh G-Man mới bình luận được, chứ không thì khó. Vâng, 25 dân. Ồ, bài đấu với chim sẻ đang thi đấu không nhiều dân lắm nha. À không, vẫn đang xin thêm dân này. Đó, tôi tưởng là bài 25 dân thôi nhưng không phải, 26 dân. 802. Cầm mới lại quân thì kiểu là AC vào Yamato thì chim sẻ FD vẫn rất mắc binh. Bởi vì đây là những quân có thể gọi là sở trường của chim sẻ rồi. Bài này không có quả phụ. Vâng, đây là một đàn hiêu. Ba con rồi. Bài này yếu nhá. Bài này nếu như mà không đánh theo kiểu điên hoang thì là bài yếu cực kỳ luôn. Đấy, sẻ vẫn thích đánh ra ruộng thì vẫn được thôi. Nhưng mà lúc đầu nó sẽ không khỏe, công nghệ không nâng cấp được nhiều. Rồi, con hiêu thứ ba.
26 dân của Bi. Hai game thủ đánh bằng dân nhau. Và chỉ yếu giò cũng xem nhau luôn. Chỉ yếu giò cũng xem nhau khi mà hai game thủ đều giò 23 và 24%. Đây là BL. Và BM sẽ nằm tại đâu? Tại đây luôn thôi. Sẽ đánh đi đánh kiểu ra ruộng rồi. Nhưng mà bàn này không nâng được công nghệ gì cả. Yếu. Hai S ăn gỗ sẽ đảm bảo cho sẻ có thể có một cái lực nó ổn định để có thể ra ruộng. Nhưng lực thịt thì đang yếu. Sẻ sẽ nâng công nghệ gì? Công giáp cho ngựa giò hay là chặt gỗ? Vâng, như vậy là nâng công giáp. Khá gần nhà của Bi. Tiêu như hết rồi các bạn. Tiêu có mỗi 3 con rồi mà. Bài Bi khỏe nha. Hai bảy dần đến từ Bi. Và Bi đến cùng rồi. Trận này không thấy Bi đào vàng. Bi đến cùng rồi. Không thấy Bi đào vàng. Vâng, đây là con ớt. Cái gì đây? Tôi vừa nói Bi đánh cung không đánh chém. Bằng 28/36. Vâng, rõ ràng Bi không đỏ vàng nhưng Bi lại có giò chọc nhà của sẻ. Thế nó mới dị nhân. Tôi đến thần kinh với cả ông Bi mất. Cực kỳ dị. Ơ có lạc đà đấy, tôi nãy soi tham nhầm mà tôi chết tôi rồi. Vâng, tôi sao tôi soi tham nhầm rồi anh em ơi. Bi dị quá, vâng đánh lạc đà bài này luôn. Và như vậy ăn được hai dân và én luôn. Én luôn con giò và đen luôn con lạc đà. Vâng, soi tham nhầm rồi, xin lỗi anh em nha. Soi tham nhanh quá, nhiều khi mình nhìn nhầm. Một lò thôi. Tạm thời thì sẻ vẫn đang ổn. Có thủ phù. Bài Bi ăn được hết một quà thì tôi đoán rằng bài Bi lực cũng khỏe. Và trận đấu này người chuyển cung thì không phải là Bi mà phải là sẻ. Ở đây rồi, thơm. Vâng, không kịp bò bỏ gỗ dành Bi. Tuyệt vời. Sẻ vẫy, tốt. Nhưng mà không kín. Chuyển cung không, lượng gỗ của chim sẻ cũng đang không nhiều. Không nhiều này, chuyển cung hơi khoai. Bằng Bi nhiều lạc đà nha, tôi vẫn chưa thấy cung đò của Bi đâu. Nhưng lạc đà của Bi đang là khá đông. Sẻ vẫn đang một là đều, một dân đều và một phù đều. Tham lại, soi tham rất kỹ. Nâng cấp công nghệ cho những con và ngựa chém. Chuyển A không nhỉ? Chưa sẻ có ý đồ chuyển A. Chưa thấy sẻ có ý đồ chuyển A. Không thấy sẻ chuyển A này, vẫn ra ruộng. Ruộng nương rất nhiều rồi. Với Yamato nhảy là nhiều ruộng lắm rồi đấy nhá. Vâng, có cung R đến từ BB. Như vậy là cung R sẽ đi trước để tìm phủ. Có lạc đà sẽ giả bước theo sau. Bàn này sẻ chuyển quân có vẻ là hơi muộn. Xong rồi. Không biết là bây giờ sẽ lấy cái gì để đỡ đây. Cung R là rất đông. Và như vậy là L2. Vàng thì đang yếu này. Bị công đúng vào mỏ vàng luôn. Bị công vào E. Phải làm thế nào để đỡ đây? Chúng ta cũng phải đưa những con cầu thủ rời ra mặt bên kia để tìm lạc đà của đối phương. Có cả phù được công lên. Chỗ này ba con lạc đà phù được thì còn đánh được tiếp. Phù được ba lạc đà, vâng chuẩn ba lạc đà luôn, dày cái thủ chìm sẻ nhưng mà còn lấy được tiếp thôi, nhưng mà chưa chắc nó đỡ được cơn này. Bị phù mất một con chém.
Tôi phụ ba lạc đà này là khá ngay dành chim sẻ nha. Lượng thịt của chim sẻ đang nhiều nhưng mà đang không có vàng để sóc quân. Không có vàng để sóc quân. Chim sẻ vác cả dân lên để thi đấu với con cùng gò của đối phương. Hình như cùng gò chưa giáp. Dân vẫn đập chết được cùng gò, chứng tỏ cùng gò chưa giáp rồi. Tham còn có 28 thôi. Tấn công thực sự là rất khó thở của BB dành cho chim sẻ. Bắt đầu ăn được vàng. Và một đống nông dân để ăn vàng. Bài bi hình như cũng là bài điên hoang thôi. Vâng, đỡ được tên này, tôi đến thần kinh và ông sẻ mất. Đỡ được tên này, tên kinh khủng, tôi không hiểu đỡ được kiểu gì. Vâng, do ông sẻ chỉ có đúng 2 con chém, 3 con phù. Đối phương thì 5 cung R với cả 3 gà với cả phù phèo cái gì gì đấy. Nhìn rất là thập cẩm, nhìn rất là ghê gớm nhưng mà đỡ được. Tham 33 không mất nhiều dân, tam sẻ đê xuống luôn trong tuần vừa rồi. Cực kỳ bất ngờ với pha đỡ nhà của chim sẻ, nhưng bây giờ thì sẽ là màn cùng chém. Bi không sóc những con cùng rò nữa rồi. Vâng, Bi không sóc cùng rò nữa rồi. À, chứ bạn Bi không sóc lạc đà nữa rồi. Bây giờ chuyển sang bài sóc chay cùng rò. Sẻ nâng chém 4. Chưa có giáp. Bây giờ là bài 2L đều của chim sẻ bằng lại ruộng. 2L đều thoải mái. Bi lại công lên. Con sẻ nhầm rồi. Con sẻ vẫn đỡ được này. Bi lại có phủ đằng sau và tôi thần kinh cũng bị mất. Đầu tiên đánh lạc đà, sau chuyển đến cùng gò. Bây giờ lại chuyển sang châu phủ. Châu phủ với chúng tôi này. Châu cùng gò với chúng tôi bằng chém bay tất cả luôn. Vâng, cả lạc đà, cả phù thủy và cả cùng gò sẽ chém tất trong trận đấu này. Nhưng vẫn chưa thắng đâu nha. Vẫn chưa thắng đâu, chứ biết thế nào đâu. Thế trận đang rất căng khi mà thằng này cũng sẽ không to. Có là Bi đã ra ruộng tại nhà chính chưa? Những tấn công như này thì đội bạn đang khiến chim sẻ phải quay trở về thế đánh kiểu thủ. Và chưa thể vâng làm gì được game thủ BB. Và vé tốt của chim sẻ. Nhưng đang bị mất thêm một vài dân. Cùng là đỏ máu là rất nhiều. Ở trận dân đỏ máu là rất nhiều. Vâng, 37 trên 80 đây rồi. Bi có ra ruộng tại nhà chính. Sẻ có một tuần tả sàng nhưng tuần ấy Bi rất tập tôi đánh nó Bi rất tập trung nhưng mà không phải. Tuần này Bi không biết, Bi đang mất tay để điều quân với cả đối phương. Bi đang mất tay để rỉa chém của chim sẻ thì là chuẩn hơn. 37 3 là đều của Ya. Đỡ thắng còn hay không đây? Hình như vẫn đang còn nguyên. Ông bài Bi không khỏe đâu. Bài Bi lực không hề ổn định nha. Một trận đấu bài Bi không hề ổn định. Bi đang cố gắng dí sẻ nhưng số lượng cung gò của Bi cũng không phải là quá đông. Cũng bình thường, con sẻ thì đang móc được sân của Bi này. Và bài con sẻ để vẫn cứ ba là đều từ nãy đến bây giờ. Vẫn cứ đều như này là tươi đấy. Gỗ có để vé, có pha vé con sẻ không. Bi đang đứng dốc. Bi không dám đấu khi số lượng chém cũng đồng gần bằng so với cả số lượng cung gò. Bi đang rỉa chém con sẻ khá hay. Nhưng đây là một tuần điều chém rất tinh tế của game của chim sẻ. Ai ổ đâu đây? Còn thi thoảng cứ nghe cái từ IO nghe khó chịu thật. Bằng L4 dành cho chim sẻ. Xô vào nhà của Bi một tơn không. Bi chết khá khá dân sau tơn thả chém vừa rồi. Một tơn thả hai con chém của chim sẻ dành Bi Bi thôi. Tiếp tục là tơn thả thêm 3 con chém nữa. Ở nhà của mình thì sẻ vẫn đang sóc rất đều 4 nhà Bi lọc. Vâng, vào đây để ăn con phù. Quan trọng là ăn được con phù không. Có con phù, 2 con phù. Vâng, mất luôn 2 con chém. Trước đó là sẻ có một tình huống phù đỏ. Bây giờ thì Bi phù đỏ cũng không kém chim sẻ là bao nhiêu. Bi đang muốn vào tơn này. Sẻ sẽ cần phải sang đỡ. Cho đối phương vào và bắt. Nhưng hãy cẩn thận mất nhiều dân. Rồi Zidan bắn cực kỳ đậm. Tham 39. Sẻ đang thể hiện khả năng đỡ nhà trên cả tuyệt vời của mình. Vâng, đóng cửa và thả Hello Chip Boy. Chạy đâu? Bắt hết quân của Bi đấy. Không biết là Tham Bi như thế nào, không biết là bài Bi có khỏe không. Bắt hết quân của Bi luôn. Vâng, ra ăn vàng tại đây. Bi vẫn chưa biết được cái vị trí ăn vàng tiếp theo. Vị trí ăn vàng thứ hai của game thủ chim sẻ. Xin thêm một con người rồi. Có thắng đấy nhá. Vâng, thắng đấy. Tỷ lệ thắng của sẻ tôi nghĩ trận đấu này là cao hơn. Bi tiếp tục dồn thêm quân lên. Bi vẫn chưa có chất của hai này. Bài Bi không khỏe đâu. Bài Bi không hề khỏe nha. Sẽ dồn sang tuần này mà nếu như Bi không đứng quân ở nhà là khả năng cao Bi bay. Và khi Bi bay thì phần thắng cũng thuộc về game thủ chim sẻ nha. Vẫn
là hai con phủ ở đây, ba con phủ, bốn con phủ, năm con phủ. Vâng, sẽ chịu hy sinh chiến tên này để chém phủ đến tên 6 con phủ. Rất nhiều phù thủy của Bibi. Nhưng có phủ hết được chém của Yamato không? Đây là Yamato nha. Vâng, Bibi lại bổn vũ soạn lại, lại tách 5 cung rò vào trong để có thể ăn dần. Có những con cung rò đứng bên ngoài thì sẽ là ốp. Ốp vào mặt người Bibi. Còn con vật của Shira của Shira cũng gốc kinh thế. Ở đường gốc khá chí mạng của Bibi. Sẽ phải điều những con chén cho tuần này thực sự hay thì mới chơi được. Cung rò của Bibi còn khoảng 5 con. Gốc thì rất khó chịu. Hết vàng. BC gần hết rồi, còn 5 con cung rồi. 5 con cung khỏe thế. Quá chưa. 5 con cung Aegean này không dám vào từ này luôn. Rồi xuống dốc thì là chơi được. Còn nó đứng ở trên dốc thì là khoảng. Bài sẻ vẫn đang ra cực kỳ đều chém. Tham 38 lên 12 giờ ăn vàng không. 12 giờ có một mỏ vàng. Tôi ấm gần nhà của sẻ cũng có một mỏ vàng. Nhưng tôi nghĩ là nên ăn ở 12 giờ. 12 giờ sẽ đỡ bị móc hơn. Đang bắt đầu hết vàng rồi. Nhà chủ đều có thể ăn vàng. Đầu máu không. Đủ vàng nâng đầu máu rồi nhưng mà sẻ đang ưu tiên sóc chém trước. Mỏ vàng tiếp theo đã bị phát hiện. Chưa biết thế nào. Vâng, chưa biết bên nào đang là cửa trên, bên nào đang là khỏe hơn. Chưa biết thế nào nhá. Tham rất căng. Vâng, không biết là sẻ có thể so tham hộ tôi được không. Mà nói thế thôi nhưng mà tôi có nói như thế nào chăng nữa sẻ cũng không nghe thấy lời tôi nói. Tham lại. Ôi giời ơi. Và như vậy là tham lại của cái đồ chia sẻ đè rất mạnh tham lại của Bibi. Bài đấu Bibi không có dần. Bibi xong toàn quân rồi. Tham Bibi tầm 3x. Vâng, không rất khỏe. Nãy giờ Bibi toàn là người đi cầu, còn sẻ sẽ là toàn người đứng thủ thôi. Nhưng tôi tin rằng với bài đấu mà xong được đều từ nhà Bibi lọ thì Bibi không cơ hội để cầu sẻ đâu. Không có cơ hội để cầu chim sẻ. Chim sẻ bắt đầu có vàng rồi. Và ruộng vẫn ổn định thế này thì vâng không sợ những tấn công của Bibi. Vâng, Bibi quyết tỷ số là 8-5 dạy game thủ chim sẻ. Vâng, tôi tưởng là sẻ thua rồi. Một trận đấu mà sẻ điện khả năng đỡ nhà kinh điển của mình. Tưởng là thua rồi. Với cái tấn công lên bao gồm có phù thủy, lạc đà, cùng rò giáp 4 các kiểu đà điểu. Nhưng mà bằng một cái điều thần kỳ gì đó thì với ba con chém và ba